ơi, chứ con đặt hàng bún đậu mắm tôm nha chú. Rồi em ăn sao nè? Dạ, giờ chú lấy con hai phần bún đậu đi, mà nhớ lấy lẹ lẹ để còn nóng ăn cho ngon nha chú. Một phần chú lấy bún chứ không lấy đậu, còn cái phần kia chú lấy đậu chứ đừng lấy bún. Rồi, nhanh lắm nha, đợi tôi xíu nha, tôi chạy tới liền nha. Khoan chú, hấp tấp quá con chưa có dặn xong mà. Bây giờ một phần chú lấy bún không lấy đậu nhưng mà lấy lòng chứ đừng lấy giò. Còn cái phần lấy đậu không lấy bún á thì lấy giò chứ đừng lấy lòng. Khoan, từ chậm lại. Nói lại sao? Trời đất ơi, dễ quá mà cũng kêu người ta nhắc lại nữa. Bây giờ nè, cái phần lấy bún không lấy đậu á thì lấy lòng chứ không lấy giò. Còn cái phần lấy đậu không lấy bún á thì lấy giò chứ không lấy lòng. Mà nếu mà chú muốn lấy lòng con nữa đó ha, thì làm ơn làm phước cái phần lấy bún không lấy đậu lấy lòng chứ không lấy giò đó thì lấy chả cơm chứ không lấy chả nem. Còn cái phần mà lấy đậu không lấy bún lấy giò chứ không lấy lòng á thì ăn chả nem chứ không ăn chả cơm. Mà giờ nếu mà nhiệt tình nữa đó, cái phần lấy bún không lấy đậu lấy lòng không lấy giò lấy chả cơm chứ không lấy chả nem thì ăn mắm tôm chứ không ăn mắm mặn. Còn cái phần mà lấy đậu không lấy bún lấy giò không lấy lòng lấy chả nem chứ không lấy chả cơm thì bỏ nước mắm mặn nhưng mà đừng lấy ớt. Mình ăn có một cử thôi mà em, sao chịu khó dữ vậy? Không, em ăn mà từng người trong gia đình em ăn khác nữa. Gia đình em bình thường ăn uống đơn giản vậy hả? Chỉ con vậy thôi đó. Trời ơi, bây giờ tôi có kêu đúng chưa chắc cái con bán nó bán đúng nha. Em làm ơn em nói lại một lần nữa đi. Còn mấy em biên cho tôi cái tin nhắn chứ ai mà nhớ nổi. Trời đất ơi, hồi nãy ta nói không chịu nhớ giùm ta. Ta nói tràn gian đại hải order quá trời luôn, sao ta nhớ được nữa mà kêu nhắc lại. Ta mệt quá giao hàng mà kỳ cục quá, không biết lấy lòng khách gì trơn trọi á. Không có trí nhớ đừng đi giao hàng. Quỷ. Quỷ đây là quỷ đơn hàng đó, không phải chữ chú quỷ đâu. Tao nấu thiệt mày, mày ăn đi. Ừ, tao chúc gia đình mày ăn ngon miệng.